Bia đã thay đổi tiến trình phát triển lịch sử của nhân loại. Ngay từ những ngày đầu tiên, bia được hình thành từ những nghiên cứu liên quan đến sức khỏe của con người. Bia và nghiên cứu khoa học đi đôi cùng nhau. Bia trở thành một phát minh kỳ diệu của thế giới. Con người đã tồn tại và sống trên trái đất này hơn 100.000 năm. Và những con người đầu tiên có cuộc sống du mục, săn bắn hái lượm bầy đàn cùng nhau. Tất cả họ đều bắt đầu lo lắng cho việc tạo ra và duy trì thực phẩm. Sau đó, 9.000 năm trước công nguyên, một điều đặc biệt xảy ra đã làm thay đổi cả thế giới mãi mãi. Con người đã từ bỏ những hang động để bắt đầu xây dựng những ngôi nhà, nuôi trồng và bắt đầu giao thương mua bán hàng hóa. Đó là sự khởi đầu của thế giới như chúng ta biết. Các nhà sử học gọi đó là cuộc cách mạng nông nghiệp. Nhưng câu hỏi là tại sao nó xảy ra? Trong thực tế, các cuộc cách mạng nông nghiệp đã được bắt đầu với lúa mạch. Trong nhiều năm, các chuyên gia cho rằng lý do để trồng lúa mạch là để làm bánh mì. Tuy nhiên, có một lý thuyết mới đã làm rung chuyển thế giới khoa học. Đó là họ trồng lúa mạch thực sự là để làm bia. Bia từng là thực phẩm dinh dưỡng dùng hàng ngày và là tiền để trao đổi hàng hóa, trả thù lao nhân công.